Lên. Cố lên. Đúng rồi, đừng có cho nó chạm xuống nước, Cố lên. Kéo. Nhanh lên. Một lần nữa thôi. Xuống. Oh my god. Đừng có hạ xuống. Đừng có nhiều quá, té. Được rồi, dây, cố lên. Dây, quá tụ, lên. Kìa, nó thẳng, lên nữa. Xuống, một lần nữa. Xuống. Giỏi quá, đúng rồi. Giỏi quá, 2 vòng thôi, không có gì cả. Xong làm cái heo nhá. Bình tĩnh thôi. Rồi, bình tĩnh. Rồi, 1 vòng nữa thôi. Làm cái heo nào, quay lại làm cái heo đi em ơi. Quay lại, bình tĩnh. Đúng rồi, lên đi. Yeah. Yeah, giỏi quá. Yeah, giỏi quá. Được rồi. Đúng rồi, được. Vì là một người giữ thăng bằng không tốt, mà cái thử thách lần này phải đòi hỏi giữ thăng bằng ở trên không. Nhưng mà không hiểu sao lúc lên thì Duy lại giữ thăng bằng cực kỳ tốt. Một vòng rồi, cố lên. 2 vòng. Tay cao lên. Giỏi quá. Cố lên. Bye. Cao lên. Tới kia, tới bên kia. Đi tiếp. Cứ đi tiếp đi. Được rồi. Thẳng đá, đúng rồi, xuống. Một cái rồi, thấp hẳn đầu xuống nữa, cúi đầu xuống. Dì ơi, 1 lần nữa là được rồi, cúi lên. Ra ngoài, đúng rồi. Quay lại. Thấp xuống, thấp đầu xuống. Giỏi quá. Cố lên. Cái căn bản của cái trò này nó chỉ cần mình thả lỏng cơ thể và mình giữ được cái phần khung của mình ở phần này nó chắc. Quẹo đi, quẹo luôn. Giỏi quá. Trên đến đây, lên đến đây rồi mình làm cái heo. Cá heo. Làm 2 lần như vậy nữa. Giỏi quá. Xuống đi. Lên đi. Xuống, đâm đầu xuống. Lên đi. Giỏi lắm em ơi, giỏi quá. Khăn từ 4 giờ chú giặt. Đón xem Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 vào lúc 21:10 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.